Đại lý thông báo Kia Cerato 2022 ra mắt tháng 9, xe đã về Việt Nam, lắp ráp trong nước, đấu Hyundai Elantra. Sau động thái giảm giá xả hàng tồn tại đại lý, phiên bản mới của Kia Cerato dự kiến sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 9 tới đây. Giới tư vấn bán hàng Kia trên toàn quốc đồng loạt thông báo Cerato 2022 sẽ ra mắt tại Việt Nam vào tháng 9 hoặc chậm nhất tháng 10. Xe hiện tại đã xuất hiện tại Trung tâm Thử nghiệm Khí thải tại Thanh Trì, Hà Nội cho thấy thông báo của giới tư vấn bán hàng hoàn toàn có cơ sở. Như vậy, trong tháng 9, Thaco sẽ giới thiệu hai mẫu xe mới gồm Cerato 2022 và Sonet. Phía đại lý đã có động thái giảm giá, dọn kho để đón phiên bản mới từ tháng 6. Cụ thể, cả 4 phiên bản gồm 1.6 MT, 1.6 AT Deluxe, 1.6 AT Luxury và 2.0 AT Premium đều được giảm 45 đến 65 triệu đồng. Mức giá mới khiến Cerato chỉ ngang ngửa tầm giá với một số dòng sedan hạng B như Toyota Vios hay City. Hiện tại, Vios bản số sàn 1.5 EMT có giá 495 triệu đồng. City bản tiêu chuẩn có giá 499 triệu đồng. Kia Cerato 2022 ra mắt lần đầu tiên vào tháng 4 tại thị trường Hàn Quốc. Tức chỉ sau 5 tháng, xe đã có mặt tại Việt Nam dưới dạng lắp ráp trong nước. Thời gian gần đây, Kia Việt Nam khá nhanh nhạy giới thiệu sản phẩm có thể thấy qua Sorento 2021, Sentos và sắp tới là Cerato 2022, Sonet và Carnival 2022, Kia Cerato 2021 sở hữu thiết kế mới thể thao và tương lai hơn, lấy cảm hứng từ đàn anh cả năm. Lưới tản nhiệt mũi hổ mới nằm ở chính giữa được chỉnh sửa, cản trước thiết kế mạnh mẽ hơn, gợi nhớ đến phần cánh của những chiếc máy bay chiến đấu. Đèn pha mỏng tích hợp dài đèn ban ngày led đứt đoạn. Không còn sử dụng đồ họa chiếu sáng 4 điểm như Porsche. Đèn hậu mới nối liền, đồ họa hiển thị với những đường đứt đoạn giống với đèn pha, logo Kia mới. Xe sở hữu kích thước lần lượt là dài 4.645, rộng 1.800, cao 1.440mm, chiều dài cơ sở 2.700mm. Mâm xe thiết kế mới với 3 tùy chọn kích thước, gồm 15 inch, 16 inch và 17 inch. Kia Cerato thuộc phân khúc sedan hạng C, cạnh tranh với Toyota Corolla Antis, Mazda 3, Honda Civic và Hyundai Lancer. Tại Hàn Quốc, Kia Cerato mới vẫn sử dụng động cơ 4 xi lanh Smartstream G1.6 MPI, công suất 121 mã lực tại 6.300 vòng phút và mô men xoắn 154 Nm tại 4.500 vòng phút, hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Bên trong khoang cabin, cụm đồng hồ và màn hình giải trí trung tâm đồng kích thước 10,25 inch là điểm đáng chú ý nhất. Bản cao cấp nhất có tính sửa làm mát hàng ghế trước, sửa vô lăng, phanh tay điện tử và khởi động động cơ từ xa. Xe bổ sung khả năng phát hiện xe đạp cho tính năng phòng ngừa va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm phía sau, cảnh báo xuống xe an toàn và hỗ trợ tránh và chạm góc phía sau. Cùng với đó là một loạt công nghệ tiên tiến khác thừa hưởng từ phiên bản cũ như hỗ trợ giữ làn, ga tự động thông minh dựa trên bản đồ cảnh báo mất tập trung, phanh điện tử, khoang hành lý tự mở khi người dùng cầm chìa khóa đứng gần trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật trang bị cụ thể dành cho phiên bản bán tại Việt Nam phải chờ đến ngày ra mắt chính thức.